Em xin chia sẻ anh chị em cách sơn ghế đá gờ răn nứt và ghế đá gần y tâu tiết Đây kiệm đó chi là cái phí, bí hết dùng chạy được cái lâu này, dài. em sẽ hướng dẫn cho anh em sơn ghế như thế này. Nói chung cái mình sơn ghế nó cũng đơn giản thôi, cái này mình có thể sơn ghế cho đá hoa cương được và ghế đá granito đá lửa luôn cả nhà. Thì tới được cái mình đang chuẩn bị đó là mình chuẩn bị những cái kẹp này, những mình đã chuẩn bị đầu tiên rồi và mình cần phải có mấy cái kẹp này cả nhà. Thứ hai nữa là mình cần có sơn nha. Đây mà cả nhà thích sơn màu đỏ màu vàng gì cũng được đó. Rồi đây là một chai sơn móng để mình sơn cũ sau để cho bảo vệ cái lớp sơn đầu tiên nha cả nhà. Thứ ba nữa là mình sẽ có mình phải có cắt một cái bản CNC như vậy, một cái bản CNC như vậy, như vậy mình sẽ xài lâu dài, mình rất là tiết kiệm chi phí. Chứ anh em cắt đề ra ngoài mỗi tấm cứ 40-50 ngàn nữa sẽ rất là tốn kém. Thì cái này mình sẽ ra mấy cái tiệm quảng cáo nha, mấy cái tiệm quảng cáo mình sẽ đặt người ta cắt cái bản CNC như vậy đó. Thì bây giờ em sẽ thực hiện cho anh em xem nha đó. Mới đầu thì mình phun chưa quen nhưng mà từ từ mình sẽ quen thôi. Mới đầu thì mình chỉ cần phun nước qua cho nó thấm một lớp trước nha cả nhà. Sau khi mình sơn một lớp như vậy rồi là mình sẽ đợi cho nó sẽ khô khoảng chừng 5 phút, nó sẽ khô mình sẽ có phun thêm một lớp nữa nha cả nhà. Thì sau khi mà cái lớp sơn xanh nó khô xong đó cả nhà, mình sẽ xịt lại một cái lớp sơn bóng ở ngoài để bảo vệ cái lớp sơn xanh ở trong nha cả nhà. Đây là chai sơn bóng. Mình sẽ xịt một cái lớp sơn bóng để bảo vệ lớp sơn xanh. Cuối cùng là sau đây là thành phẩm nha cả nhà.